Thanh niên sợ hãi khi phát hiện ngón chân người chết thò ra từ tấm gỗ mục nát. Mới đây, một tài khoản Twitter có tên Sean Flower đã đăng tải một hình ảnh kinh dị mà anh ta vô tình chụp được khi đang đi thám hiểm trên núi. Hình ảnh này đã khiến người xem vô cùng sợ hãi vì nó quá sức kinh dị. Cụ thể, anh chàng cho biết khi đang đi thì anh ta vô tình nhìn thấy dưới gốc cây có một thân cây mục nát thò ra một thứ gì đó kỳ lạ. Đó là 5 ngón chân có màu tím đang ngã xám. Nó giống như đang phân hủy, với phần móng gần như thâm đen lại. Sean đã nhanh chóng chụp lại thứ kỳ lạ đó và đăng tải lên mạng xã hội. Rất nhanh, anh chàng đã nhận được đáp án về ngón chân thay ma đó. Hóa ra, đó là loài nấm Sillaria polymorpha, hay còn gọi là nấm ngón tay người chết. Chúng không chỉ có hình dáng kỳ dị khiến con người liên tưởng tới những ngón tay ghê rợn của thây ma đang đội mồ sống dậy, mà còn chứa độc tố nguy hiểm tính mạng. Loại nấm này cao khoảng từ 3 đến 10cm, đường kính 2,5 cm. Nấm có thân cứng, đầu tròn và thường mọc vào mùa xuân ở các thân cây gỗ mục. Điểm đặc biệt của loại nấm này là hình dáng kỳ dị khiến con người liên tưởng tới những ngón tay ghê rợn của thây ma đang đội mồ sống dậy. Khi còn ở giai đoạn đầu, loại nấm này có phần đầu màu trắng giống hệt như phần móng tay của con người. Nhưng khi đến cuối chu trình sống của mình, loại nấm ngón tay người chết hóa đen và dần thối rữa. Ở giai đoạn này, nấm ngón tay người chết chứa các độc tố có khả năng giết người. Tuy nhiên, trong điều kiện tự nhiên, nấm Sillaria polymorpha lại khá có ích. Chúng sử dụng hệ men để phân giải các chất hữu cơ, các cành lá khô của thực vật thành chất mùn, chất khoáng, đặc biệt là các chất khó phân giải như cellulose, lignin thành chất vô cơ. Đồng thời, nó có thể đồng hóa các chất đơn giản thành các chất phức tạp, giúp tăng độ phì nhiêu của đất. Các bạn nghĩ sao về loài nấm này? Hãy comment cho tôi biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye!